khô lắm à. Sao đây nhìn nó ướp ướp. Đúng rồi, ở đây họ làm chín nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Con mình quánh chén cái chỗ này nha. Nha. Tuổi này là nó không sơi được cái món này. Nha. Ông ở đâu ấy, nhà đâu ấy? Đây. Hả? Đó. Căn hộ thử. Căn hộ à? Căn hộ thử rồi. Ai, quá đẹp luôn. Đấy, đây. Đây là kính lão Đắc Thọ thì mời ông chơi quả chùy này nhá. Được chứ? Được chứ, ok nhá. Đây, mời ông. Đây, con là tuổi trẻ. Con còn sơi được nhiều cái khác. Đây, con này cái nhỏ hơn. Cẩn thận không? Cẩn thận nhá. Lỗi kỹ thuật mà nó gây nốt rồi con này mà mang tội chết này. Con gửi ông một tờ. Ok ok. Em ơi, tiền gửi rồi đúng không? Thôi được rồi, thôi nhiều đấy. Thôi nhà còn nhiều, ông cứ để đấy, ông để đấy, ông mang đây. Ông định lấy cái túi ni lông này ông cho mình nhưng mà thôi. Hả? Mấy cô á? Ông rất là tốt rồi. Cho mỗi anh em ở đây. Cảm ơn ông nha.